Được một đại diện của Nescafe phát minh vào năm 1957, Frappe đã trở thành một trong những thức uống được ưa chuộng nhất Hy Lạp, đặc biệt là vào mùa hè. Cách làm Frappe khá đơn giản, chỉ cần một hoặc hai muỗng cà phê hòa tan, nước lọc, đá, đường và thêm vào sữa đặc nếu muốn, rồi dùng máy trộn tay xóc mạnh để tạo bọt và cho đá viên cùng nước lạnh vào ly. Cà phê Frappe thường khá đậm và tương đối mạnh, vì thế người Hy Lạp thường cho thêm nước để làm loãng và cũng để kéo dài thời gian nhâm nhi. Nếu muốn tìm hiểu nhiều hơn về cà phê, các bạn có thể tìm đọc ấn phẩm đầu tiên của Coffee Diary nhé.